chào các bạn, tôi là bác sĩ Phan Tuấn Trọng, hiện đang công tác tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về chủ đề cấp cứu tai nạn đuối nước. Đến với chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ biết cách đánh giá ban đầu một nạn nhân đuối nước, cách xử trí cấp cứu tại chỗ và những cái lưu ý cần tránh trong quá trình cấp cứu. Đuối nước là một cái quá trình ngạt do nước đi vào cái đường hô hấp và phổi, gây ngăn cản việc trao đổi khí, làm cho các tế bào trong cơ thể không được cung cấp cái nguồn oxy nuôi dưỡng, dẫn đến là ngưng tim và chết não. Vì vậy, khi phát hiện một cái nạn nhân đuối nước, chúng ta cần cấp cứu nhanh chóng để giành giấy lấy sự sống cho nạn nhân. Khi một người bị chìm trong nước thì ngạt nước sẽ diễn ra qua 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, nạn nhân sẽ hít nước vào phế quản dẫn đến phản xạ đóng thiệt hầu và gây ngưng thở. Giai đoạn 2, nồng độ CO2 trong máu sẽ tăng nhanh dẫn đến hôn mê và co giật. Lúc này nạn nhân có thể có những cái phản xạ thở ngáp và hít thêm nước vào phổi. Giai đoạn 3, nạn nhân sẽ diễn tiến hôn mê sâu và trụy tim mạch nhanh chóng. Giai đoạn 4, nạn nhân sẽ ngừng tim hoàn toàn, tổn thương não không hồi phục. Khi phát hiện một người đang chìm trong nước hoặc là đang vẫy vùng trong nước thì chúng ta nên gọi to: bạn đang làm gì vậy? Hoặc là bạn có ổn không? Nếu chúng ta nghe rõ họ trả lời một cách rõ ràng thì mọi thứ đang an toàn. Nhưng nếu như nạn nhân hoàn toàn im lặng hoặc là kêu cứu thì có nghĩa là họ đang gặp nguy hiểm, chúng ta hãy lập tức hành động. Bước 1, việc đầu tiên nên làm là hãy gọi người hỗ trợ càng sớm càng tốt. Bước 2, chúng ta cùng nhau đưa nạn nhân ra khỏi nước bằng nhiều cách, có thể là bè hoặc là phao, một sợi dây hoặc là một cái sào dài. Nếu như nạn nhân còn tỉnh, chúng ta hãy đứng thật vững, đưa cho họ một cái đầu dây hoặc là cây gậy và kéo họ vào bờ. Nhưng nếu như nạn nhân đã bất tỉnh và bạn là người có thể bơi giỏi, đã được huấn luyện qua khóa cấp cứu người đuối nước, hãy kéo họ vào bờ trong tư thế mặt và cổ hướng lên trên. Tuyệt đối không xuống nước nếu như bạn không biết bơi hoặc là bạn cảm thấy không an toàn. Bước 3, nhanh chóng đưa nạn nhân đến nơi khô ráo và bằng phẳng, đặt nạn nhân nằm ngửa, nhanh chóng đánh giá tình trạng nạn nhân và tiến hành CPR. Một nạn nhân đuối nước cần được đánh giá nhanh chóng xem nạn nhân có tỉnh hay không bằng các cách thức đơn giản là lay gọi và quan sát. Nếu nạn nhân còn tỉnh, chúng ta sẽ thấy nạn nhân có những phản ứng về mắt, mở mắt hoặc là cử động tay, chân, hoặc bệnh nhân có thể nôn ói hoặc là ho ra những cái chất hít phải. Lúc này, chúng ta việc cần làm là đặt nạn nhân nằm nghiêng ở tư thế an toàn để tránh các chất nôn ói hít ngược vào phổi. Chúng ta dùng khăn hoặc là vải sạch để lau lấy sạch các chất nôn ra khỏi miệng nạn nhân và hỗ trợ hô hấp nếu có thể. Nhưng nếu bạn lay gọi và nạn nhân hoàn toàn bất động, quan sát thấy nạn nhân không thở hoặc chỉ có vài nhịp thở ngáp, chúng ta nhanh chóng dùng tay để kiểm tra mạch ở cổ nạn nhân trong 10 giây. Nếu nạn nhân không có mạch thì có nghĩa là nạn nhân đã ngưng tim. Chúng ta hãy nhờ người gọi cấp cứu 115 và thực hiện ngay CPR. Khi một nạn nhân đuối nước, họ thường rơi vào trạng thái hoảng loạn. Khi hoảng loạn, nạn nhân đuối nước thường có xu hướng là ôm chặt tay vào chân vào những gì trong tầm với. Vì vậy, nếu như bạn không được huấn luyện cấp cứu nạn nhân đuối nước thì bạn hoàn toàn có nguy cơ trở thành nạn nhân đuối nước nếu như bị nạn nhân ghì lấy. Tai nạn thường thấy trong thực hành là dốc nạn nhân lên và chạy vài vòng. Việc này hoàn toàn không kết lợi vì làm mất nhiều thời gian quý giá để cứu sống nạn nhân. Sai lầm tiếp theo khi cấp cứu là không được ép vào bụng nạn nhân vì gây nôn các dịch trong dạ dày và tăng nguy cơ hít sặc vào phổi. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe nội dung chủ đề ngày hôm nay. Trong clip tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác sơ cứu một nạn nhân bị đuối nước. Xin chào và hẹn gặp lại.